Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vấn đề là làm sao khi chúng ta thay đổi nội dung, hay nói cách khác, khi chúng ta chọn vào một phần tử nào đó phải bắt được sự kiện và nó thực hiện một hành động mà chúng ta đã quy định. Như vậy trong trường hợp này, tôi muốn rằng khi tôi chọn vào Android thì TestView ở phía dưới cũng phải lấy giá trị Android và nó đưa vào đây. Tương tự, tôi chọn vào Windows Phone thì giá trị TestView này cũng phải cập nhật thành giá trị Windows Phone. Lúc này tôi sẽ quay lại Main Activity. Toàn bộ nội dung này tôi sẽ xóa nó đi. Tiếp tục Spinner Symbol. Chúng ta sẽ thiết lập khi mà người sử dụng họ thay đổi các giá trị. Và lúc này chúng ta sẽ gọi đến phương thức set và chúng ta tìm xem phương thức nào sẽ là phù hợp. Ở đây sẽ là on item selected listener, có nghĩa rằng khi một phần tử nào đó chúng ta chọn vào nó. Tiếp tục truyền vào đây new, cũng là on item selected listener, và nó yêu cầu chúng ta override lại hai phương thức. Và phương thức chúng ta cần thực hiện đó là khi một giá trị nào đó chúng ta chọn vào, còn ở đây là không có giá trị nào được chọn cả. Như vậy khi tôi thay đổi một giá trị, tôi thay đổi thành Windows Phone, tôi thay đổi thành Java, thì phương thức on item selected nó sẽ được gọi. Và làm sao chúng ta lấy được phần tử mà người dùng họ chọn vào? Thì để lấy được phần tử đó, chúng ta đã có position. Từ position chúng ta biết được chỉ số, và từ chỉ số thì chúng ta biết được phần tử nào nó được lựa chọn. Như vậy trong trường hợp này, tôi sẽ thử in ra position để các bạn theo dõi. Tôi sẽ gọi đến helper và tôi gọi đến phương thức sorted. Truyền vào đây main activity.did. Tham số thứ hai chúng ta truyền vào position, thực hiện việc nối chuỗi và tôi thực thi lại. Tiếp tục chúng ta sẽ thử quan sát. Và tiếp tục tôi thay đổi giá trị lại Android thì chúng ta in ra được là 0. Tiếp tục Windows Phone thì chúng ta in ra được là 1. Java thì chúng ta in ra được là 2. Thì các giá trị 0, 1, 2 chính là các chỉ số của result mà chúng ta gắn vào cho Binner Symbol. Ở đây tôi gắn vào của Array thì rõ ràng 0, 1, 2 chính là chỉ số của các phần tử này. Tôi sẽ thực hiện như thế này. Tôi sẽ lấy các phần tử nằm trong gene result và nó trả về một array gene. Ví dụ ở đây tôi sẽ để là item ở số nhiều. Nó bằng với get result. Tiếp tục chúng ta lấy get gene array, r.array và core array. Ở đây chúng ta sẽ in ra item và phần tử position. Cũng không cần phải thực hiện việc nối chuỗi, bởi vì toàn bộ nội dung này nó trả về một kiểu dữ liệu thuộc về kiểu gene rồi. Có một thông báo ở phía trước, chúng ta sẽ chuyển nó thành kiểu final. Và bây giờ tôi thực thi lại. Tôi sẽ thay đổi thành Windows Phone. Thì ở đây chúng ta in ra được Windows Phone. Tiếp tục tôi thay đổi thành iOS. Thì ở phía dưới chúng ta cũng in ra được giá trị là iOS. Bây giờ tôi sẽ không gắn on item selected listener trong tập tin main activity nữa, mà chúng ta sẽ tạo ra một tập tin riêng để sau này chúng ta dễ dàng quản lý, cũng như để cho tập tin main activity của chúng ta, cấu trúc code của nó sẽ đơn giản hơn. Do đó tôi tạo mới một package tên là my event. Tiếp đó chúng ta tiến hành tạo mới một tập tin. Tập tin này là một Java lab. Sau đó chúng ta đặt tên cho tập tin. Ví dụ tôi đặt là Spinner Event, sự kiện khi click vào Spinner. Và đối với Spinner Event, chúng ta phải implement từ on item selected. Chúng ta sẽ chọn vào đây Alt Enter, cũng override lại hai phương thức này. Và chúng ta cũng in ra helper sorted
tôi in ra ví dụ là ABC. Ở đây chúng ta phải truyền vào một content. Và content của chúng ta trong trường hợp này, chúng ta đã có view rồi. Do đó tôi gọi đến view. Tiếp tục chúng ta có phương thức là get content. Sau đó chúng ta quay lại tập tin main activity. Toàn bộ nội dung này chúng ta bỏ nó đi. Mà chúng ta sẽ truyền vào đây new. Tiếp tục spinner event chính là last mà chúng ta đã tạo ra. Sau đó chúng ta thực thi lại, xem rằng khi chúng ta chọn mới một giá trị nào đó, có gì nó hiển thị hay không. Tiếp tục tôi thay đổi lại window font. Chúng ta đã nhận được ABC. Và ABC nó nằm trong spinner event, chứng tỏ rằng chúng ta đã can thiệp được vào tập tin này. Và với yêu cầu chúng ta khi chọn vào một giá trị nào đó như là Android, thì giá trị đó phải được thay vào đây. Và nó lấy giá trị đó, nó gắn cho TestView Result. Và làm thế nào để chúng ta truyền vào TestView Result để chúng ta có thể thay đổi được giá trị trong trường hợp này. Và thực chất nội dung này cũng không có gì khó khăn. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến parent. Và tôi sẽ thử in ra giá trị parent. Tôi sẽ gọi đến phương thức là get item add position. Và tôi truyền vào đây position. Xem rằng chúng ta sẽ in ra được giá trị gì. Tôi gọi đến toolchain để chuyển nó thành chuỗi luôn. Thực thi lại. Tiếp tục chúng ta quan sát ở máy ảo. Chúng ta in ra được Java. Tôi chọn vào Android thì chúng ta đã in ra được Android. Chứng tỏ rằng chúng ta đã lấy được giá trị mà người dùng họ chọn vào. Vấn đề chỉ cần lấy giá trị này gắn cho TestView Result. Và ở đây chúng ta chưa có TestView Result. Như vậy trong main activity tôi chỉ cần truyền vào đây TestView Result. Và khi truyền vào TestView Result thì ở spinner event nó cũng phải tạo ra một phương thức construct. Phương thức construct này nhận vào một tham số thuộc về kiểu TestView. Do đó tôi đưa vào đây spinner event. Tiếp tục chúng ta cần bao nhiêu tham số. Hiện tại tôi chỉ cần một tham số thuộc về kiểu TestView. Tôi đặt tên cho nó là TestView Result. Như vậy ở phía ngoài tôi cũng cần một biến toàn cột private, kiểu cũng là TestView, TestView Result. Sau đó khi spinner event được gọi, did gọi đến TestView Result sẽ bằng với đối tượng TestView Result được truyền vào. Và như vậy, thay vì chúng ta hiển thị ra một câu thông báo thì chúng ta gắn trực tiếp vào cho TestView Result. Ở đây, chúng ta tiếp tục gọi đến setTest. Và đây là đoạn test mà chúng ta cần gắn vào. Toàn bộ nội dung này tôi bỏ nó đi. Sau đó tôi thực thi lại. Và các bạn thấy khi vừa vào, ở đây đã có giá trị là Java. Tôi thay đổi thành iOS thì nó cũng cập nhật iOS cho chúng ta. Tiếp tục tôi đổi thành Android, đổi thành Windows Phone thì chức năng mà đề bài họ yêu cầu chúng ta đã thực hiện được. Và tóm lại, đối với đối tượng spinner mà chúng ta đang tìm hiểu, chúng ta sẽ sử dụng đến Set on item selected listener để can thiệp được khi người dùng họ thay đổi một giá trị nào đó trong spinner. Và để mã nguồn của chúng ta ngắn gọn hơn thì tôi đã tách thành một tập tin spinner event riêng. Và trong tập tin này, vấn đề của chúng ta cần là phải lấy giá trị mà người dùng chọn đem vào cho TestView Result. Do đó tôi truyền vào đây TestView Result. Và ở spinner event, phương thức khởi tạo, chúng ta lấy TestView Result đó và gắn vào TestView Result toàn cục. Và khi phần tử được thay đổi, chúng ta chỉ lấy giá trị của phần tử đó và gắn vào TestView Result. Như vậy, vấn đề mà chúng ta cần nắm đó là chúng ta biết cách gọi đến phương thức Set on item selected listener để can thiệp được khi người dùng họ thay đổi giá trị nào đó nằm trong đối tượng spinner.